Trong các cái vị để tăng cường sinh lý nam liên quan đến cây củ thì rễ mú tần là một cái loại giá thành hợp lý và cái tác dụng về tăng cường sinh lý nam nó cực kỳ tốt. Thì cái loại này nó chỉ có 100.000 đồng cho một cân thôi. Và mú tần thì thường nó sẽ chia làm hai loại, một là rễ và hai là thân. Thì cái rễ nó sẽ có tác dụng nó tốt hơn so với cái thân. Rễ thì có giá là 100.000, còn thân thì là 80.000. Cái rễ thì mọi người có thể thấy là cái màu của nó sẽ hơi hướng màu nó đỏ hơn, mọi người sẽ thấy ở đây, và nó sẽ to hơn so với thân. Thường thân thì nó sẽ thẳng hơn nhưng mà giá thành rẻ hơn và nó tác dụng của nó sẽ không bằng rễ. Thì cô chú anh chị khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta nên dùng rễ mú tần thì nó tốt hơn. Và cứ mỗi một cân như thế này thì mình sẽ ngâm khoảng 5 lít rượu và ngâm thì một tháng sau là chúng ta đã có thể dùng được rồi, cũng rất là nhanh thôi. À, khi mà về thì rửa sạch để ráo nước và chúng ta ngâm là được. Cái này thực ra bên mình cũng đã trước khi phơi khô đó là cũng đã rửa rất là sạch rồi, nhưng mà về thì trong cái quá trình phơi thì sẽ không tránh khỏi một số các cái như bụi, thì cô chú anh chị về cứ phải rửa lại. Thì cái màu của cái này nó sẽ ra cái màu nó đỏ, màu đỏ rất là nhiều, ra trung bình là cứ khoảng tầm 2-3 ngày thì màu nó ra nhiều rồi, bởi vì cái cây này cái nhựa của nó nhiều và cái tinh chất là do cái nhựa của nó. Thì cái rễ cây mú tần này có một cái câu chuyện là khi mà có con lợn á, con lợn ở trong bản người ta thả nó ra thì nó đi ăn cái lá của cái cây này và về nó có giống rất là nhiều và nó cực kỳ khỏe. Thì người ta phát hiện ra như vậy và người ta sẽ lấy cái mú tần này về người ta sử dụng. Những cái người đàn ông ở trong bản thì lại thấy có tác dụng tốt cả cho người nữa, cho nên là từ đấy thì mọi người cũng khai thác để bán. Thì cái này chủ yếu giúp tăng cường sinh lý nam, mà ngoài ra thì bên mình có cả lá dâm dương hoắc hay là ba kích, rồi sâm cau, ngọc cẩu. Thì cái mú tần này cái giá thành của nó là hợp lý nhất này, với hai nữa là cái tác dụng về sinh lý nó lại cực kỳ cao, cho dành cho nam giới. Thì các anh chị có nhu cầu về để mà tăng cường cái sinh lý cho nam và giúp chúng ta quan hệ nó lâu hơn và có cái sức khỏe về nam nữ nó tốt hơn thì chúng ta sử dụng cái rễ mú tần này. 100.000 mà chúng ta ngâm được 5-6 lít rượu, một bình 5-6 lít chúng ta cũng sử dụng được vài tháng rồi, giá thành như vậy nó rất là rẻ. Thì cô chú anh chị có nhu cầu về rễ mú tần này thì cứ liên hệ mình theo số điện thoại mình để trên màn hình ở đây, 0971858882. Số đó mình có Zalo luôn thì mọi người có thể liên lạc để mua. Rễ mú tần thì mình bán cực kỳ đều bởi vì cái cây này được nhiều cô chú anh chị biết đến rồi và mọi người dùng đi dùng lại rất là nhiều. Cái này để ngâm rượu mà. Thực ra thì dùng cũng cứ mỗi một người dùng cứ vài tháng sau đấy thì đa số anh em cũng sẽ mua lại nhiều, hoặc là giới thiệu nhau, hoặc là mua hộ thì cũng nhiều. Thì cô chú anh chị cứ liên lạc theo số trên màn hình giúp mình, 100.000 đồng cho một cân rễ mú tần như thế này.